Chào tất cả anh em, mình là Tà Bro. Hôm nay mình đón anh trai từ Bắc Giang để shop độ cable Akamovic on đập cho con Artis. Bên mình đã chia hai bô hai bên em nhá. Bô này là bô thật luôn đấy, không phải lắp líp đâu. Rất nhiều anh em độ cái líp vào đi thì nó không bền, mà cả nhìn nó không thể thao. Đây là mình đang ọp anh em nhá. Máy đang lổ đấy anh em ạ. Mình sẽ mở lên này. Đấy. Anh em nghe thấy khác biệt luôn. Anh em nghe thử tiếng bô nhá. Mình tắt thử này. Đó. Mở đây.